Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì ông Nhi đang có mặt tại Game Center để tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Xiaomi. Và hôm nay thì Xiaomi sẽ cho ra mắt sản phẩm Mi Note 10 và Mi Note 10 Pro với một cái slogan đó là đẳng cấp nhiếp ảnh tuyệt đỉnh. Thì không biết là sản phẩm này sẽ mang đến những điều gì tuyệt vời. Cho nên là bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo chân Hồng Nhi để tham quan một vòng sự kiện cũng như là trải nghiệm sản phẩm nhé. Các bạn có thể thấy là hiện tại thì chưa tới giờ bắt đầu sự kiện nhưng mà đã có rất là nhiều các anh chị phóng viên, media cũng như là các bạn Mi fan đã tới rất là đông đúc, tại vì ai cũng đang rất là hào hứng để trải nghiệm sản phẩm. Bây giờ thì không để các bạn chờ đợi nữa, chúng ta hãy cùng đi thôi. Trên tay mình ngay lúc này đó là chiếc điện thoại Mi Note 10 Pro. Thì đầu tiên khi mình nhìn về thiết kế thì mình khá là ấn tượng bởi vì nó khá là đẹp. Sản phẩm mình đang cầm trên tay là sản phẩm màu xanh. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì chúng ta còn có thêm hai phiên bản màu khác, đó là màu trắng và màu đen nữa. Thì mình thấy màu trắng nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại thì có rất là nhiều anh chị đang trải nghiệm cho nên là mình chỉ mượn được sản phẩm màu xanh thôi. Rồi đầu tiên khi mà chúng ta nhìn về mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là lớn với kích thước là 6.47 inch. Rồi các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình giọt nước. Ở trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 32 megapixel. Tuy nhiên thì mình thấy là hai cái cạnh hai bên nó được vát khá là mỏng nhưng mà nó vẫn chưa có đạt được cái độ mỏng như là mong đợi của mình. Nói chung là tuy nhiên thì mình vẫn có thể chấp nhận được và cảm giác mình cầm vào tay thì nó khá là chắc tay. Cái cách mà Xiaomi hoàn thiện sản phẩm thì vuốt cong cái cạnh bên cho nên là cầm cũng khá là êm tay, không có bị cứng, bị cọp gì cả. Tuy nhiên thì cái chỗ cái mép này nè, cái mép cạnh bên và cái phần mặt lưng thì nó có sẽ có hơi một xíu cái đường khi mà chúng ta cầm vào chúng ta mới có thể cảm nhận được. Tuy nhiên thì nếu như các bạn dùng mà các bạn dùng ốp lưng thì chúng ta vẫn có thể có được một cái trải nghiệm hoàn hảo. Cái mặt lưng thì nó sẽ khá là bám vân tay đó, nhưng mà nếu như các bạn dùng ốp lưng thì vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Không biết là cái màu trắng thì nó sẽ có bám vân tay hay không. Thì một tí nữa mình sẽ cầm thử rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn. Màu đen và màu xanh thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bám vân tay rồi. Và ở sản phẩm lần này thì Xiaomi nói rất là nhiều và tập trung vào phần camera vì đây là bộ sản phẩm có bộ 5 camera 108 megapixel đầu tiên trên thế giới. Thì ở trước chúng ta sẽ có hai camera tele với độ phân giải là 5 và 12 megapixel và đây là ống kính chính với độ phân giải là 108 megapixel. Wow, thật sự một con số cực kỳ lớn và rất là ấn tượng đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một ống kính góc rộng lên tới là 20 megapixel và ở dưới này chúng ta sẽ có một ống kính nhỏ xíu xíu này, đó là ống kính macro với độ phân giải là 20 megapixel. Và đây thì theo như Xiaomi chia sẻ thì chúng ta sẽ có một cái ống kính 108 megapixel và được tích hợp lớp 8 lớp thấu kính đầu tiên trên thế giới, đó là dành cho phiên bản Mi Note 10 Pro. Còn với Mi Note 10 thì chúng ta sẽ có 7 lớp thấu kính. Thật sự thì đây là đều là những con số rất là ấn tượng. Và thực tế thì chụp như thế nào thì khi mà mình mượn được sản phẩm và mình test được nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Một cái điều nữa mình khá là ấn tượng với sản phẩm đó là chúng ta sẽ có hai cái đèn flash ở phía sau này, một cái đèn bình thường, một cái là hai tông. Thì cái hai tông này nó sẽ giúp cho các bạn, ví dụ như là khi mà chúng ta chụp hình chân dung thì nó sẽ tạo khối khuôn mặt chúng ta, thì nó sẽ làm cho chúng ta giống như là chụp những bức ảnh từ máy ảnh chuyên nghiệp vậy đó. Trong trường hợp ví dụ như mà chúng ta chụp ở môi trường ánh sáng phức tạp hoặc là khi mà bị cháy nắng thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái vấn đề đó và sẽ giúp cho chúng ta có được bức ảnh hoàn hảo nhất có thể. Rồi bên cạnh đó thì ở sản phẩm lần này thì Xiaomi còn nói khá là nhiều về cái tính năng quay vlog, chế độ chống rung của sản phẩm. Tuy nhiên thì thực tế như thế nào thì mình sau khi mà mình trải nghiệm xong thì mình sẽ có những cái đánh giá, những cái chia sẻ dành cho các bạn nha. Giao diện nó cũng đơn giản và khá là dễ dàng sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta đây, khi mà chúng ta vào phần camera thì chúng ta sẽ có ngay là cái đặc điểm, điểm đặc biệt nhất của sản phẩm đó là 108 megapixel. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái khác ví như là chụp chân dung nè, đó rất là nhiều. Nói về cấu hình thì máy sẽ được chạy trên chip Snapdragon 730G. Sẽ có hai phiên bản cho các bạn lựa chọn. Phiên bản Mi Note 10 thì chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Còn với Mi Note 10 Pro thì chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ được tích hợp MIUI 11. Theo như Xiaomi chia sẻ thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm mới lạ và thú vị trên cái MIUI mới này. Và thực tế như thế nào thì mình sẽ trải nghiệm xong rồi sẽ có những cái đánh giá, những cái chia sẻ dành cho các bạn nha. Và máy sẽ được tích hợp một viên pin cực khủng vượt ngưỡng 5000 và cụ thể đó là 5260mAh. Và với dung lượng pin như thế này thì nếu các bạn dùng những tác vụ thông thường thì mình nghĩ là chúng ta có thể dùng được tới 2 ngày. Còn nếu như các bạn nào mà mình chơi game hoặc là mình online liên tục thì mình nghĩ là cũng sẽ đáp ứng được hơn 1 ngày để các bạn có thể chiến game và giải trí thoải mái.
Bên cạnh đó thì máy còn được tích hợp sạc nhanh 30W và chúng ta sẽ có thể sạc được 100% pin chỉ trong vòng 65 phút. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mua máy thì chúng ta sẽ được tặng luôn củ sạc nhanh kèm trong hộp. Nói về bốn cạnh thì ở dưới chúng ta sẽ có cổng 350mm thì rất là phù hợp với những bạn nào mà chúng ta vẫn thích dùng tai nghe với jack cắm 350mm. Rồi một cổng tai si. Nói về bốn cạnh thì chúng ta cạnh dưới chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 350mm nè, tai si, mic thoại loa ngoài. Rồi ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có nơi đặt khe sim thẻ nhớ nè, nút nguồn cũng như là nút tăng giảm âm lượng. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có mic chống ồn. Rồi ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ không có gì cả. Và vân tay thì chúng ta sẽ được đặt ở bên trong màn hình luôn. Đó, và tốc độ như thế nào thì chắc là phải có những cái trải nghiệm rồi thì mới có thể chia sẻ với các bạn. Đây là camera selfie với độ phân giải là 32MP. Thì mình thấy là nó... Nói chung là camera selfie được tích hợp AI chế độ làm đẹp, cho nên là tất nhiên là chúng ta sẽ chắc chắn là hứa hẹn là sẽ có rất là nhiều bức ảnh đẹp để sống ảo. Ồ, trong này mình thấy mặt mình rất là thon luôn, cho nên là có chế độ làm đẹp này thì mình rất là thích luôn đó. Rồi chụp thử một tấm hình nha. Ồ, nó làm cho da mình nó bị hồng quá, môi mình bị hồng quá. Và như vậy là nãy giờ thì chúng ta đã cùng với nhau trải nghiệm bộ đôi sản phẩm mới mà Xiaomi ra mắt ngày hôm nay, đó là Mi Note 10 và Mi Note 10 Pro. Và về mức giá thì Mi Note 10 có mức giá là 12.990.000 đồng và phiên bản Mi Note 10 Pro với giá là 14.990.000 đồng. Thì các bạn nghĩ là với mức giá này thì sản phẩm có tạo nên một cơn hot trong thị trường dịp cuối năm này hay không? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Và trong buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì Xiaomi còn giới thiệu thêm là máy lọc không khí nè, rồi pha ly, bên cạnh đó thì còn có những cái sản phẩm khác trong hệ sinh thái nữa. Và đừng quên là để lại bình luận của mình ở phần comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.